Chào các bạn, hôm nay thì cùng mình gọi là biến tấu những đồ ăn mà cũ thành mới. Ví dụ như mình đang có một ít thịt luộc của bữa trước. Tất nhiên là thịt luộc đặc điểm của nó là bạn không thể để lâu được. Nếu mà ví dụ từ sau khi ăn bữa trưa xong, mình có thể tận dụng bằng cách dùng thịt bữa trưa dư mình nấu chuyển sang bữa tối thì ok nhé. Nhưng nếu mà bạn để trong tủ lạnh hoặc là để lâu hơn á thì nó có một cái vị gì đấy, nó cảm giác khi mình nấu nó sẽ không được tươi ấy. Ví dụ như thịt luộc thì bạn có thể đem đi kho chẳng hạn. Vì khi kho ấy thì cái gia vị của nó khá là đậm. Thì mặc dù là thịt đã luộc rồi nhưng mà hầu như là nó cũng không có bị biến đổi cái mùi vị khi bạn nấu món kho. Hoặc là mình có thể dùng mình rang trái cạnh đi, rồi sau đó mình có thể sốt cà chua, sốt đậu hoặc là làm chua ngọt hay là gì đấy thì nó rất là mùi vị của thịt nó vẫn rất là tươi ngon và không bị thay đổi nhiều. Hôm nay thì mình sử dụng đấy là cá. Cá của mình là cá để đông lạnh nên nhìn nó sẽ không không được well well lắm. Su hào, cà chua, đây là gừng và giềng, đây là gừng. Gừng thì mình để nguyên cả vỏ vì gừng đặc tính của nó rất là nóng nhưng vỏ của nó lại hàn. Nên mình thường riêng vừa đối với gừng thì mình sẽ rửa sạch và để nguyên cái lớp vỏ nhũ á, thì nó sẽ tận dụng được tối đa tất cả những gì tốt nhất. Gừng và giềng thì nó sẽ làm dậy dậy hương cũng như là khử tanh. Vị chua thì làm cho nó đỡ ngấy. Su hào thì mình để làm rau ăn kèm cùng với cá. Rồi chúng mình sẽ cùng bắt tay làm nhá. Cá thì các bạn sẽ ướp trước cho mình với một ít muối để giúp cá ngọt hơn khi nấu, cũng như là đặc điểm của cá thì bạn nhớ là phải rửa hết cái phần đen ở trong phần bụng cá này như như mình quay đây. Đó. Thì phần này của mình là các bạn phải rửa thật sạch thì nó sẽ không tanh. Một ít ớt cũng như là tiêu. Hôm nay của mình thì mình hiện tại đang hết ớt tươi nên mình sẽ sử dụng tiêu. Cũng như là gia vị gồm có một ít nước hàng này, hoặc bạn có thể thay bằng nghệ tùy khẩu vị. Nước mắm, bột canh, tiêu. Ok, gia vị của chúng mình chỉ vậy thôi, hoặc là bạn có thể cho thêm sả, lá sả cũng được. Hoặc củ sả, lá giềng. Ngoài ra thay vì su hào thì bạn có thể sử dụng củ cải trắng này, măng này, quả chám hoặc là chuối xanh cũng được, hoàn toàn có thể là kho cùng với cá cũng rất là ngon. Rồi chúng mình sẽ cùng chế biến nhé. Đầu tiên thì bạn lót các lớp gừng cũng như là giềng ở phía đáy của xong. Nếu mà có nồi đất hoặc các lăng nồi mà để càng dày thì món ăn sẽ càng ngon. Bởi vì khi nếu bạn cho trực tiếp cá xuống thì thường nó sẽ khi mình đun lâu thì cá nó sẽ xèm xuống đáy nồi ấy. Thực ra rất là ngon nhưng mà lúc mà mình bỏ cá ra thì nó sẽ rất là khó. Nên bạn có thể lót những gia vị ở phía dưới rồi mình ninh thật lâu. Đặc điểm của cá là mình phải đun càng lâu càng tốt thì cá nó mới mềm. Ra hôm nay mình quay sử dụng dùng tay cầm nên nó cũng sẽ hơi khó hơn. Cái này hết ta.
Mình sẽ cho là một muỗng, một thìa. Đây là nước, nước mình có thể dùng nước hàng, còn ở đây là mình đã chưng sẵn từ nước cốt dừa rồi, chưng sẵn để làm màu khi nấu ăn thì nó sẽ nhanh hơn. Một thìa mắm. Mắm này thì lúc sau mình sẽ nêm thêm. Và một ít hạt tiêu. Vì muối mình đã ướp sẵn với cá rồi nên mình sẽ không bỏ thêm muối nữa. Rồi mình sẽ cho thêm nước và bật bếp lên.